Đây là mà góc qua ngõ tư Hùng Vương, Phan Chu Trinh. À, bên kia là đó, bên kia là cái nhà hát Trung Vương đấy các bạn. Nên tôi đến chỗ khu vực này bởi vì cái góc ngõ tư Hùng Vương, Phan Chu Trinh này có mấy cái quầy bán những cái mặt hàng trang trí Tết. À, còn có hôm nay là 14 tháng chạp rồi, còn có 20 mấy ngày nữa, còn 10 mấy ngày nữa, 15-16 ngày nữa là đến Tết, nên tôi xuống chỗ gác ngõ tư, ngõ tư Hồng Vương, Phố Duy Tinh. Hôm nay là bán những cái mặt hàng trang trí Tết, nên tôi chia sẻ các bạn xem nè. Đây, đây là rất đẹp các bạn. Đây mặt hàng trang trí Tết, đây là tranh ảnh này. Đây, năm nay là chuẩn bị Tết Giáp Thìn, đây là trang trí những con rồng, hình là con rồng. Nên những mặt hàng này là những cái mặt hàng rồng nè các bạn. Đấy, hoa, hoa đẹp chưa? Đây, những mặt hàng hoa rất đẹp luôn. Đây, dưa hấu. Tết trưng dưa hấu nên có màu sắc đỏ, Tết là phải đỏ các bạn. Đỏ để lập, để đỏ vô nhà đồng tiền, những đồng tiền, những dây phố, những hoa nó như vậy, bánh trưng lập và những mặt hàng hoa. Tiếm cho những cái hình con rồng tôi quay cho các bạn xem nè. Phố nè, đồng đèn, thì Đà Nẵng lại của khu này là có nhiều đồ trang trí Tết nhất thì các bạn. Sắp xuân đã về Đà Nẵng. Quá đẹp luôn. Sắp xuân đã về Đà Nẵng rồi. Xuân đã về Đà Nẵng rồi. Bữa nay mới 14 đã về. Có về rất nhiều. Bà con đi sắm sửa quá nhiều luôn.
Đã đến Đà Nẵng rồi, Tết xin đã về Đà Nẵng, đẹp luôn. Rồi tôi tiếp tục đi xuống nhà chợ hàng các bạn, tôi xuống chợ hàng. Đường Phan Chí Tinh nè, giờ bố vơ cà phê tôi dọc dọc theo cái này xuống xuống chợ hàng để nhà hát Trưng Vương. Chợ Hàng là khách du lịch rất là nhiều các bạn ạ, nhất là khách du lịch Trung Quốc, rồi khách du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản qua rất đông, khách du lịch qua rất đông quá, bởi vì hiện tại ở một số khu vực ở Trung Quốc, rồi Nhật Bản, Hàn Quốc thì rất là lạnh. Rất là nên nha, hay mùa này họ đi qua du lịch tại Đà Nẵng rất nhiều. Đây là công viên trước cái đối diện nhà hát Trưng Vương này. À, công viên có mấy cái cây này rất đẹp không ạ? Mấy cây rất đẹp, rồi những dụng cụ trò chơi của trẻ em. Du lịch Hàn Quốc nghe, Trung Quốc nghe, khách du lịch Hàn Quốc, Trung Quốc, rồi một số khu vực ở Trung Quốc, rồi khách du lịch Nhật Bản nè. Rồi khách du lịch Hàn Quốc nghe. Nó qua Việt Nam rất nhiều, nhất là Đà Nẵng, bởi vì ở những nước đó hiện tại rất là lạnh, dưới 0 độ C luôn.
tính Đà Nẵng đây là hiện tại thời tiết cũng đã 18-20 độ rồi, nên những khách du lịch đã qua Đà Nẵng rất đông, nhất là tập trung hiện tại đang tập trung tại tại chợ hàng để mua những cái mặt hàng lưu niệm rồi mặt hàng thực phẩm luôn, nên rất đông các bạn, nên tôi xuống dưới chỗ chợ hàng để chia sẻ các bạn xem. Đây là ngã tư Yên Bái Hùng Vương đây. Tư Yên Bái Hùng Vương. Đây không có cái xe này là xe du lịch, thấy chưa, xe taxi với lại xe du lịch. Đây là hoàng thất. Quả Tết.
quà Tết, quà Tết. Đặt sẵn 128. Nhận đặt hàng bánh chưng Hà Nội. Xin chào. Quà Tết. Đây là chợ hàng đấy các bạn nha. Chợ hàng khách du lịch. Don walk over no harm on you. Right. 아니 그쪽 가면 안 돼. 아, 나 파트너. 이거 너 티잖아, 티잖아. 오.
데 있을 거예요. 가격이 다르지. 아 이런 거는 이제 이런 거는 중국산이라고 지랄하더라고. 아니야, 그게 거짓말 가져가라고.
Du lịch. Ôi ôi đau. Đây là đường Bạch Đằng.
từ như nghe ta nói nè. 10 thùng 50 ký. Bán ra đi, bán ra đây chú. Báo thì báo chứ, bán bắt báo chứ. Chú đi bán được cái gì? Thế còn gì? Không, chị nói là vì năm. Rồi. Chị đòi cho Hồng đó. À, cái tư quần nó nói đến quả đi. Mưa rồi, mưa rồi các bạn ơi. Thank you.
Video của tôi đến đây kết thúc các bạn. Các bạn video sau nha. Các bạn nhớ ủng hộ kênh. Các bạn thấy video hay, đẹp, vui thì các bạn ủng hộ kênh nha. Ủng hộ kênh để kênh nha, ngày càng phát triển nha. Thôi, xin chào các bạn. Các bạn video sau. Xin chào.